sân bay Nội Bài, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã tới dự lễ xuất quân đội công binh số 1 và Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ ABA và Nam Sudan. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ xuất quân. Cùng dự có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, các cơ quan đơn vị, tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Với 184 thành viên, trong đó có 14 nữ sĩ quan và khoảng 2.000 tấn hàng hóa, trang thiết bị đi kèm. Trong khi đó, với mục tiêu làm tốt và làm tốt hơn nữa kết quả mà các bệnh viện tiền nhiệm đã đạt được, các thành viên của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 đã không ngừng rèn luyện, trau dồi kiến thức để sẵn sàng thay thế Bệnh viện Dã chiến cấp 2 nước Nguyễn Xuân Phúc. Đánh giá cao những kết quả tốt đẹp trong huấn luyện, công tác và phục vụ của cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhất là đội ngũ cán bộ nhân viên của các bệnh viện dã chiến cấp 2 đã giành được trong thời gian qua. Đồng thời, Chủ tịch nước tin tưởng rằng lực lượng công binh Việt Nam với truyền thống mở đường thắng lợi sẽ phát huy bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, thực hiện tốt các nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng phái bộ và cơ sở hạ tầng dân sinh, phục vụ nhân dân bản địa, đáp ứng các yêu cầu của Liên Hợp Quốc. Chủ tịch nước yêu cầu các lực lượng và các cá nhân tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối đối ngoại của Đảng, của nhà nước, phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc, tuân thủ các quy tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, nhằm lan tỏa các phẩm chất cao đẹp của đất nước, của con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, luôn đấu tranh bảo vệ hòa bình, tích cực chủ động hợp tác thực chất và hiệu quả với các đối tác quốc tế để nâng cao năng lực, kinh nghiệm và tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của quốc tế cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh, với sự đồng hành của Liên Hợp Quốc và các quốc gia, bạn bè quốc tế, tin tưởng rằng lực lượng Mũ Nổi Xanh Việt Nam sẽ tiếp tục làm giàu thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, của đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình và là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Tôi xin chúc đội công binh số 1 và Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 của chúng ta chân cứng, đá mềm, vạn dặm bình an, ra quân thắng lợi, tiếp tục tỏa sáng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế. Giao nhiệm vụ cho đội công binh số 1 và Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn và tin tưởng rằng các lực lượng, cá nhân được giao nhiệm vụ sẽ kế thừa, phát huy tốt những kết quả, thành tích và kinh nghiệm đã đạt được trong thời gian vừa qua, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện tốt vai trò sứ giả của hòa bình và tình hữu nghị, góp phần nâng cao vị uy tín, vị thế quốc tế của đất nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Trong đội hình Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 và đội công binh số 1 xuất quân lần này, phần lớn là các cán bộ chiến sĩ lần đầu tiên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Do vậy mà giây phút chia tay đối với người lên đường hay người ở lại đều vô cùng cảm xúc. Những chiến sĩ Mũ Nổi Xanh Việt Nam khi lên đường thực hiện nhiệm vụ ở nơi cách xa Tổ quốc hàng nghìn km cảm thấy an tâm, còn những người thân nơi hậu phương thì cảm thấy tự hào. Đó chính là điểm chung nhất của hai đầu nỗi nhớ. Nhận được cái sự tin tưởng của thủ trưởng các cấp như là của đơn vị để tham gia cái nhiệm vụ rất là vinh quang lần này thì bản thân em cũng tự cảm thấy rất là vinh dự và cũng sẽ hứa là sẽ quyết tâm thực hiện tốt cái nhiệm vụ mà mình được giao. Tôi đang thực hiện cái nhiệm vụ ở ngoài đảo ấy, thì nhận được tin là vợ tôi đã tham gia cái lực lượng gìn giữ hòa bình này thì rất là lo lắng, không biết là sẽ chăm lo cho gia đình thế nào khi mà chồng đi xa, vợ đi xa. Nhưng mà được sự quan tâm của chỉ huy các cấp thì đưa tôi về để vợ tôi tham gia lực lượng này. Tôi cũng động viên vợ hoàn thành nhiệm vụ để
sớm về với gia đình. Tôi rất vinh dự và tự hào khi được làm một người chiến sĩ mũ nổi xanh, tham gia vào đội công binh số 1 của Việt Nam, mang hình ảnh của Việt Nam đến với lại các bạn bè thế giới và thực hiện những nhiệm vụ cao cả. Là vợ của bộ đội thì em cũng xác định là sẽ luôn luôn là hậu phương của chồng và chủ động trong công việc gia đình cũng như là nuôi dạy con cái. Sẽ luôn luôn cố gắng chăm sóc mẹ già, nuôi dạy các con nhỏ thật tốt để chồng có thể an tâm công tác ạ.